Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung phim Thế giới hoàn mỹ. Trong video trước, ba tôn giả của Tam Đại Giáo đã vây công Thạch Quốc. Thạch Hạo một mình đứng ra ngăn cản, chống đỡ công kích từ Bảo Cụ. Tôn giả Ngưng Kim Môn thấy vậy liền gia tăng thực lực, lão muốn xem tiểu tử này sẽ trụ được bao lâu. Thạch Hạo lập tức bị chèn ép tới không thở nổi. Dù là như vậy thì cậu vẫn quyết tâm, điều này làm cho thập cửu hoàng tử cũng phải cảm động. Với Thạch Quốc mà nói, cậu đã đủ hết lòng hết dạ rồi, bọn họ hy vọng Thạch Hạo hãy buông tay. Thạch Hạo không cam chịu, bản thân từng lập lời thề trong lòng, bảo vệ con dân Thạch Quốc cũng giống như bảo vệ cha mẹ huynh đệ của mình. Tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào tổn hại tới mọi người dù chỉ là một chút. Cậu cố gắng phản kích thoát khỏi trấn áp. Vậy nhưng điều này cũng khiến cho bản thân bị thương, không thể phát huy chiến lược được như trước. Chỉ chờ có vậy, tôn giả Ngưng Kim Môn liền lao lên tấn công kịch liệt, hai kẻ còn lại cũng tung chiêu vài cho Thạch Hạo rơi xuống đất. Vì xuyên qua kết giới nên nó cũng bị thủng một lỗ, Bảo Cụ thừa cơ công kích xuống bên dưới. Thạch Hạo kháng gượng đứng dậy, cậu tiếp tục lao tới đối chọi với nhưng nhanh chóng bị chèn ép xuống bên dưới, dáng vẻ vô cùng chật vật. Chứng kiến cảnh tượng nhân hoàng hết mình vì quốc gia, đám dân chúng liền cảm động quỳ xuống, xin nguyện cùng sống, cùng chết với bệ hạ. Hành động cảm kích này lập tức tạo ra hoàng đạo long khí, dẫn dắt vào cơ thể cậu. Cậu nhận ra rằng, ngưng tụ sức mạnh để bảo vệ Thạch Quốc, đây mới là nguồn gốc của hoàng đạo long khí. Chứng kiến cảnh tượng này, ba người bên kia vô cùng lo lắng. Tiểu tử đó chẳng những đã khôi phục mà thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, phải mau chóng diệt trừ. Vậy nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị cậu dùng hoàng đạo long khí đánh nát Bảo Cụ. Ba người bên kia hoảng sợ, còn đám người Thạch Quốc thì vui mừng hò reo. Tôn giả Bầu Thiên Giáo và Bất Lão Sơn tiếp tục sử dụng bảo thuật tấn công, vậy nhưng Thạch Hạo chỉ cần sử dụng ra chút sức lực đã có thể dễ dàng hóa giải. Bọn họ nhận ra thứ vừa sử dụng chính là thần linh pháp trận, có nghĩa rằng cậu đã triệt để dung hợp hoàng đạo long khí điều khiển thần linh pháp trận. Cho nên bây giờ bọn họ bắt buộc phải quay xe. Thạch Hạo thản nhiên, cứ làm như muốn tới thì tới, muốn đi thì đi vậy. Cậu chỉ cần vẫy tay một cái đã chặn hết đường thoát. Cậu tuyên bố ngày hôm nay, cho dù thiên thần có tới đây thì cũng không cứu nổi mấy người. Cậu lấy ra kiếm gãy, để nó tự động tấn công tôn giả Bồ Thiên Sáu. Tôn giả Ngưng Kim Môn cũng phản kích, hồi biến thành bộ dạng khổng lồ định luộc thịt nam chính, vậy nhưng kế hoạch không thành công. Lão ta định tự hủy nhằm kéo theo Thạch Hạo, đáng tiếc là cậu không muốn nhận phần lễ này. Muốn cùng nhau chết chung, lão ta còn chưa có đủ tư cách. Cậu lấy ra chân quốc thần kích bổ ra một chiều tiễn lão về với đất mẹ. Cứ như vậy, một tôn giả đã bị giết chết, người bị lên thất tiếp theo là tôn giả của Bồ Thiên Giáo. Lúc này chỉ còn lại một mình lão gia đến từ Bất Lão Sơn. Hắn chưa kịp định thần lại thì đã bị Thạch Hạo chỉ thẳng trường kích vào cổ uy hiếp. Biết mình không thể đánh lại, lão đành phải hạ giọng cầu xin, đem chuyện huyết thông nói ra. Dù sau Thạch Hạo và Bất Lão Sơn bọn hắn cũng có nguồn gốc, trong người thậm chí còn chảy huyết mạch của Bất Lão Sơn, lẽ ra không nên phân khác biệt. Thạch Hạo phản bác, nếu đã không phân khác biệt, vậy vừa rồi vì sao còn ra tay? Bị chất vấn, lão đành phải đem chuyện mẫu thân và phụ thân của Thạch Hạo đang ở Bất Lão Sơn nói ra. Lần này tới đây cũng là vì muốn đón cậu quay về đoàn tụ với người nhà. Thạch Hạo tra hỏi, phụ mẫu đang ở Bất Lão Sơn nhiều năm như vậy, vì sao không trở về hoàng vực đoàn tụ với mình? Có phải Bất Lão Sơn đã nhốt bọn họ hay không? Lão già kia lập tức phủ nhận, tuyệt đối không có, chỉ là bảo vệ bọn họ mà thôi, sao lại có chuyện bị nhốt được? Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Hạo quyết định thà chết để cho lão ta quay về truyền lời với phụ mẫu mình rằng, không lâu nữa, cậu sẽ tới Bất Lão Sơn gặp họ. Mọi chuyện giải quyết xong, tất cả dân chúng đều hoan hô. Có thể nói rằng Tam Giáo bây giờ đã bại, Hoàng Thiên Vương Thạch Hạo nhận di chiếu của Tiên Hoàng kế thừa Đại Thống. Đăng cơ ngôi vị Thạch Quốc Nhân Hoàng chiếu cáo bát vực. Ngay sau đó, Thập Cửu Điện Hạ cũng đem thần linh pháp kiếm để lại cho Thạch Hạo, còn hắn thì bế quan tìm cách đột phá, lúc đó mới có thể phò tá cậu tốt hơn. Chuyện tiếp theo Thạch Hạo làm là sửa lại trận pháp, bố trí thần linh kiếm pháp bảo hộ toàn bộ Thạch Quốc. Vốn dĩ tâm niệm lực dùng cho trận pháp có thể biến người thương thành tôn giả, cũng đồng nghĩa rằng sẽ giúp cậu đột phá lên tôn giả, cho nên Bằng Cử vô cùng tò mò tại sao cậu không làm như vậy. Thạch Hạo cho biết, tâm nguyện lực của vạn dân trở thành sức mạnh căn bản để bảo vệ Thạch Quốc, làm như vậy sẽ thích hợp hơn. Sau khi giúp Thạch Quốc hoàn toàn có được sức tự vệ, cậu sẽ rời đi tìm mẫu thân phụ thần. Thời gian tiếp tục trôi qua, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Quốc đã hoàn toàn không giống như ngày xưa nữa. Thạch Hạo nhờ vào tiểu tháp, hắn đồng ý làm tế linh của Thạch Quốc. Tuy rằng Liễu Thần đã đồng ý nếu Thạch Quốc gặp nạn sẽ ra tay, vậy nhưng hắn vẫn cần Thạch Hạo đồng ý. Vật liệu quý trong hoàng cung tùy ý hắn lựa chọn, Thạch Hạo nhanh chóng đồng ý với yêu cầu này. Về phía Nguyệt Thiền, nàng ta lúc này đã bị Thạch Hạo thu phục, bắt ép làm thị thiếp dâng trà rót rượu. Bởi vì chưa từng trải qua những chuyện này, cho nên Nguyệt Thiền vô cùng bối rối. Mặc dù bị Thạch Hạo chèn ép, vậy nhưng nàng ta vẫn không phản kháng. Nhìn dáng vẻ lề mề đó, Thạch Hạo liền giễu cợt, quan hệ mẹ chồng nàng dâu sau này, cậu cảm thấy không xong rồi. Nguyệt Thiền đỏ mặt phủ nhận, Thạch Hạo không buông tha, giữa bọn họ thực sự có thể trở thành người nhà. Tộc trưởng Gia Gia vẫn luôn bảo khiêng về một nàng dâu.
Nguyệt Thiền chẳng biết nói gì thêm, nhìn thấy Tiểu Tháp đang ngâm mình hưởng thụ, nàng kinh ngạc, hiển nhiên là nàng ta nhận ra tòa tháp này không tầm thường. Cậu nhắc nhở, tốt nhất là đừng có ý đồ với Tiểu Tháp, nó bây giờ là tế linh thạch quốc, muốn thì nàng cũng không mua chuộc nổi. Nói tới đây, thạch họ lại có khách tới thăm, Nguyệt Thiền nhanh chóng quay trở lại bên trong thế giới bảo hợp, không ngờ người đi tới chính là Ma Nữ. Mới gặp nhau, nàng ta đã tỏ ra thân thiết. Nàng nghe tin Nguyệt Thiền bị cậu bắt được, cho nên muốn gọi ra coi thử. Thạch Hạo định gọi người ra về nhưng sau cùng lại thôi, sợ rằng hai nữ từ này cứ gặp mặt là ầm ĩ. Mà nữ không muốn cưỡng cầu, nàng ta nhắc nhở, mặc dù Nguyệt Thiền từ nhỏ tu luyện ở hạ giới, và nhưng thân phận lại là quý nữ đến từ thượng giới, cho nên đây chính là món hời lớn. Thạch Hạo nghe vậy liền quay sang phía Ma Nữ trêu ghẹo, bản thân còn muốn kiếm món hời lớn hơn đó là giữ Ma Nữ ở lại, cùng chung sống tiêu sầu. Ma Nữ nhanh chóng chuyên chủ đề, đại kiếp lần này nhiều đại quốc bị phân ra, phía sau đều có bóng dáng của các đại giáo vực ngoài. Thạch Hạo nghe nhắc tới Hỏa Quốc liền hỏi thăm sự tình, có tin tức gì về Hoàng Đô Hỏa Quốc hay không. Ma Nữ thừa biết cậu đang lo lắng cho Hòa Linh Nhi nên trấn an, nhà bọn họ bên trong một thượng cổ chiến trường bị phong ấn, có ẩn chứa một vật rất lợi hại, có thể liên quan tới Chí Tôn Thần Tàng hay cung điện cũ của Chí Tôn, thực lực có thể trực tiếp đối đầu với thượng giới, đoán chừng Hòa Linh Nhi đã thừa cơ rời khỏi mảnh thế giới này rồi. Lần này đến cũng là có liên quan tới chuyện này, nàng muốn mời cậu cùng nhau tới Hoàng Đô Hỏa Quốc thăm dò nơi đó rốt cuộc có thứ gì, nói không chừng có thể có được truyền thừa vô thượng. Thạch Hạo cũng tò mò, bí ẩn có thể đối đầu với thượng giới cũng hấp dẫn, và nhưng bản thân còn có chuyện phải làm, cho nên phải từ chối ý tốt của Ma Nữ. Cậu lập tức kêu bằng cửu tiện khách, Ma Nữ nghe về liền tiếp tục rủ rề, cái này không hứng thú, nàng còn có cái khác. Bên trong thức hải của Nguyệt Thiền có thể phong ấn thần niệm đặc biệt, có một thứ có thể trị đường nàng ta, hai người có thể cùng nhau đi tìm. Tuy nhiên, Thạch Hạo lại không đáp lời, không còn cách nào khác, Ma Nữ đành phải rời đi. Bí mật liên quan tới Nguyệt Thiền khiến cậu vô cùng hứng thú, cậu lập tức tiếp cận nàng ta, hai người nhanh chóng có một màn thân mật. Đúng lúc này, Tiểu Tháp lại ngồi lên thông báo, yêu cầu Thạch Hạo chú ý chừng mực. Nhân cơ hội mặt sắp chạm mặt, Thạch Hạo liền thăm dò thức hải của Nguyệt Thiền, xem thử bên trong thần niệm rốt cuộc đang phong ấn thứ gì. Tuy nhiên, trước khi biết rõ sự thật thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé. Xin chào!